tại thì bây giờ mình đang phát hiện thấy một bà lão ăn xin ngồi giữa ngã tư huyện Hữu Thọ. Hiện tại bây giờ mình đang đứng tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 nha mọi người. Thì mình thì phát hiện mình thấy một bà lão đang ngồi cầm nón lá để xin tiền. Thì bây giờ mình sẽ lại mình bắt chuyện mình hỏi nha. Bà ơi, bà cho con hỏi cái, nhà bà ở đâu vậy? Ở Kinh Tế Sông Bé, ở Bình Dương Bến Cát. Là hiện tại bây giờ á, là giờ bà ở Kinh Tế. Là ở Bình Dương á hả bà? Dạ, Bến Cát. Dạ. Sông Bé. Ta bay tiền rồi bà. Rồi sao cho con hỏi bà bao nhiêu tuổi rồi? 57 rồi. 57 tuổi hả? Bà có con cái gì không? Có mấy đứa chở nhắc cái phụ không, như là làm nông, làm mướn xa lắm. Dạ. Làm mướn. À làm mướn hả? Như nhổ đậu, nhổ thộm rồi đó. Ờ. Làm bà có mấy người con lận? Ba đứa. Ba đứa con hả? Rồi. Hai thằng kia chưa vợ, chở gái cái chồng. Dạ. Có đứa cháu ngoại à? Dạ. Mà sao ba đứa con mà không nuôi gì, nuôi bà sao để cho bà ngồi được? Nhỏ gái kiếm tiền thì phụ nó cho con nấu cửa. Dạ. Kiếm tiền phụ cho cả cháu đó nấu cửa. À là, là phải lên Sài Gòn xin tiền về nuôi cháu hả? Không có phụ coi chứ phải nuôi. Dạ. Cái bà nè, uống thuốc, bà lên Tân An nè, cháu vào trung tâm của mình nữa. Một lần bây giờ tôi được là 400-423 ngàn thuốc, còn cứ uống hết rồi đi nữa. Tâm An cũng vậy nè, có chỗ Tâm An luôn nữa nè. Dạ. Yeah. Rồi bà lên đây bà xin được bao lâu rồi? Trời ơi, đâu có lâu, mới đây. Được bao nhiêu ngày hả bà? Đâu bà cũng cái 60 tháng này rồi đó. À 60 tháng hả? Vậy là mỗi ngày bà xin được bao nhiêu tiền? Trời ơi, đâu có gì chút. Hồi vậy lát cái mưa có đi về. Tại tầm ngộ hồi là đau lắm. Cái bữa mà đau đó là mai bà. Đau thốn chịu mà mai. Là chúc bà sinh xong rồi bà về đâu? Về nhà bè, nhà chợ. Ờ, bây giờ anh quẹo phải nè. Quẹo phải anh thẳng tới ngã tư nè. Rồi anh quẹo trái của Nguyễn Thập. Bà sinh ra mà bà về chùa. Chùa Bến Bể 2 nè. Chùa nào? Chùa Trái Đốc 2 mình đó. À là nhà bè đó. Là nhà ở đó hay nhà trọ? À nhà trọ hả? Là lên từ ở Bình Dương là lên đây, lên đây mướn nhà trọ rồi mỗi ngày chỉ để đi xin tiền thôi. Vậy bà có thể chia sẻ cho con mỗi ngày bà xin được bao nhiêu tiền không? Trời ơi, mấy khi được trăm mấy, mấy khi được mấy chục, rồi bỏ ốc. Ờ. Bỏ mình nó có ốc tiền chợ, bỏ như à, là coi như là lên Sài Gòn lập nghiệp là làm cái nghề đi xin tiền ha. Đúng không? Nói chán ra là vậy đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, nhưng mà ý là con thấy cũng ngộ. Ý là con cái hai ba đứa mà sao nó không lo cho mình mà sao mình à, bà mướn nhà trọ nhiêu tháng lận? 700. Nước cứ ngập, ở nhà nước ngập quá trời luôn. Dạ. Là mỗi ngày là bà ngồi ngay chỗ ngã tư này hả? Không, có khi ngồi chứ không. Dạ. Có khi đau quá mới ngồi. Dạ. Bà ngồi về chú nói không hốt à. Dạ. Chúng ta chú chùa Trái Đốc á, chứ ở nhà trọ á. Dạ, con biết rồi, Trái Đốc 2, chỗ đó, ngay chỗ Phú Xuân đúng không? Đúng rồi, chùa Trái Đốc này đi đó. Dạ. Dạ. Là lên đây làm cái nghề này cũng được 6-7 tháng rồi. Rồi lên đây ở con mình hay sao bà? Ở con mình nên nè. Ở chung với cái bà già có đứa cháu á. Bà già nào? Bà già nào? Bà cũng có nhà trọ luôn hả? Nhà trọ đó luôn. Là bà cũng đi xin luôn hả? Tại vì giờ lên đây có cái chị đó. Cái chị lên trả nợ đó. Bà muốn chung phải đổi chút tiền. Dạ. Hai người bị sao? Rồi xin vậy từ sáng giờ xin được nhiêu rồi? Mới xuống nước thị à? À mới xuống nước thị hả? Tại sáng mình vui quá đi. Bà cũng vui tính quá trời luôn á. Là coi như là có sao nói vậy à. Là coi như là mình làm suy nghĩ quá nó cũng vậy. Dạ. Nó bệnh mình suy nghĩ quá nó cũng đau lắm. Mà cười dữ vậy chứ tối mà buồn lắm á. Là bà bị gì?
xe tông chỗ này là bị cướp luôn nè. À cũng đi xin tiền mà bị xe tông á. Rồi bắt đầu mới lên trung tâm nói cuối rồi. Rồi đồng ý tái khám rồi bỏ cái tiền luôn. Tính ra từ hôm bữa giờ 6-7 tháng thì tính ra chắc mỗi ngày thu nhập chắc xin tiền này ngày thu nhập này cũng nhiều ha bà. Không nhưng mà thì ý là con nói con nghe con mừng. Dạ. Biết không? Bà mua mỗi lần đi khám đó hả là 700 mấy tiền thuốc. Dạ. Tôi là 700 mấy á. Dạ. Tính ra chắc một tháng nếu mà tính ra cô làm nghề xin tiền thì chắc một ngày cũng kiếm một khoảng là. Có nhiều người bà thấy hả? Người ta xin cũng dư dữ. Mà nói chung một ngày xin được 100 mấy 200 được rồi đúng không? Về bỏ ông, về xong rồi cái gì mình ăn, có khi ăn cơm được thiện á, cho mình tốn khỏi mua. Là coi như là ngày là hồi xưa là bà làm cái gì? Hay là bà mới làm cái nghề này 6-7 tháng thôi? Hồi xưa bà có nhà mà. Dạ. Rồi cái đầu cái gì bấm vô đi tới tới bây giờ luôn á. Dạ. Có nhà, ở nhà càng á. Dạ. Rồi đi hồi năm 75 á. Mà mới lên trời cổ cai chứ ghê quá trời là trời. Là bây giờ lên đây lên thành phố xin tiền mướn nhà trọ 700 ngàn tháng đúng không? Đúng rồi. Rồi mỗi tháng là có dư gửi tiền về quê nữa đúng không? Rồi gửi tiền về quê là cũng nên nuôi con lo cho gia đình cháu. Con cháu rồi đúng không? Trời ơi, có một cái người bà người mẹ vậy là bao la rồi. Đi mấy lần thanh niên lên đây cũng có việc làm đó. Dạ. Đúng không? Cái người thanh niên coi mày lên dạ ở đây có chuyện làm đó. Rồi đi xin vậy rồi chút mình đi xe buýt mình về hả bà? Dạ đó xe bé hai nè, ngày nào cũng xe bé hai về. Dạ về với chỗ dòng thấy á, rồi đi xe bé 20 đồ về xa xa 8 chạy tới khu sức đi 20. Giờ bà có thể chia sẻ con chút xíu nè, có cái ngày nào mà bà xin được nhiều nhất không? Không, ngày nhiều nhất là bao nhiêu bà có thể? Mới khoảng 200 mấy đó. Nhiều nhất là 200 mấy. Còn không có hơn nữa. Dạ. Chứ bây giờ hỏi bà nè, bây giờ ngành nghề bây giờ với cái tuổi của bà đâu có làm được cái gì? Trời ơi bà, hồi đứng lên cái làm nè, chú biết không, này té nè, để chú không tin, té nè, đó, bà bầm nè, đó, bầm dạ. Cháu luôn, té nè, đó, bầm, té hoài gì, mỗi lần nó tê cái nó nóng như lửa nè, rồi té. Dạ. Rồi nó, té là bầm cháu luôn, cái bữa mà té tại đây nè, trời đất ơi. Đó, bà ngồi giờ dai tưởng bà mạnh, nó mạnh đâu. Đứng dạ. Mà ý cho con hỏi sao giờ mình cũng lớn tuổi rồi mình không về cho con cháu nó có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, chứ giờ phải đi xin như vậy nhiều khi hả xe cộ đụng mình rồi té, trời mưa té dạ, nữa. Dạ, dám ngồi đây rồi, lát nữa là có bà về, rồi đây xíu là bà về chứ không? Dạ. Chạy xe quá vậy, tăng dạ. Một lần cái bình, ghế luôn, nằm đó là ghế. Dạ. Chúng ta hỏi tới người bản thân. Là coi như là con từ đó con cũng mới thấy cái một cái người bà người mẹ vĩ đại như là bỏ giống như là lên đây mà lên đây mình lạ quá ai giúp mình. Dạ. Đó, phải bỏ thân xác mình lên Sài Gòn để xin tiền để gửi về quê nuôi con nuôi cháu ha, lo cho con lo cho cháu ha. Dạ. Ngày trung bình là mỗi cái ngày mà chung mỗi ngày trung bình là bà xin được bao nhiêu là bà về? Có chừng 100 mấy à. Ăn chừng 100 mấy ha. Bà gái bà hết bệnh này bà cứu tóc nè, dành là bà cứu tóc. Dạ. Chứ đau quá chứ khỏi đi. Dạ. Bộ mà đau chịu khỏi cái thốn quá. Thôi con gửi bà ít tiền lẻ nè. Dạ. Dạ. Mà cái nghề này là con cái có kêu mình đi không hay tự dân mình đi vậy ha? Không có kêu.
tự nhiên cái mình suy nghĩ tự mình làm vậy. Chồng cô đâu mất lâu hả? Dạ, là có ba đứa con mà có một mới có đứa cháu ngoại thôi. Dạ, giờ mỗi tháng gửi tiền về mua sữa dùng ha. Thôi, chứ phải là nuôi à. Thì trời ơi, người mẹ người bà gì muốn gì nữa, tuổi này tự lập gia đình tự sống chứ mắc gì, đúng không? Giờ mẹ già phải bỏ lên Sài Gòn đi xin ăn, rồi phải gửi tiền về quê, nó muốn gì nữa, đúng không? Giờ ít có người bà nào, người bà người mẹ nào giống như bà lắm. Đúng rồi. Cái tuổi này suy nghĩ là nhưng mà cái tuổi này cũng nằm ở trong. Chứ ai mà bỏ thì dằn vặt cái thân xác mình nắng mưa, ngồi đội nắng, đội mưa, gió máy để xin những cái đồng tiền lẻ. Rồi về phải đóng nhà trọ nè, rồi phải lớp nào gửi về quê nữa. Muốn gì nữa? Với lại bà làm cái công việc này nó cũng nhiều hơn những cái công nhân khác rồi. Bây giờ công nhân khác tháng cũng có 4-5 triệu chứ nhiều, đúng không? Thôi con chào bà, con đi ha, con đi làm nha. Dạ, yeah, dạ, yeah.